chào tất cả mọi người, lại là mình Nguyễn Thi đây. Và chắc là mọi người cảm thấy mình đang rất là quen, tại vì kết cái clip trước là đầu cái clip này ở cuối mình đó. Chết rồi mọi người ơi, con Bảo Yến á, ngày cuối cùng mà nó nói sự với tôi không có ra cái gì hết trơn á. Nó cứ la tôi hoài mọi người. Bảo Yến cho mấy comment đi Bảo Yến. Mình chuẩn bị lên nhận mấy cái mà cái gì sợi cắt tóc xong về nước khác, chuẩn bị lên nhận cái hình với cả hộ chiếu vào đời. Mời bạn vào sau khi lễ trưởng thành đã kết thúc thì lớp tụi mình có hẹn nhau đi ăn cùng với cô chủ nhiệm, nên là vừa xong cái là tụi mình đi liền luôn. Tụi mình thi xong là ngày 8 đúng không? Là ngày 9 là lễ trưởng thành của tụi mình luôn, nên là có rất nhiều chuyện để nói luôn á. Đừng có ra sống luôn rồi. Đúng rồi đó, Mỹ Tâm.
Và tất nhiên là lớp tụi mình sẽ không dừng lại ở đây mà còn có tăng 2 nữa. Ok, và video của mình đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của mình nha. Bye bye mọi người, yêu mọi người. Hẹn mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.